Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo chương trình học bổng mới nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên Việt Nam trang trải chi phí học tập tại Canada và trở thành những nhà lãnh đạo tương lai của cộng đồng. Chương trình có tên gọi là Học bổng Phát triển Thanh thiếu niên Canada Việt Nam, dành tặng tối đa 5 suất học bổng mỗi năm cho những bạn trẻ đã lựa chọn du học tại Canada. Mỗi suất học bổng có giá trị 13.000 đô la Canada, tương đương gần 230 triệu đồng một năm và được tái cấp đến tối đa 4 năm khi theo học tại một trường đại học Canada. Điều kiện ứng tuyển là phải có thư chấp thuận và một chương trình học thuật bậc đại học hoặc sau đại học của một trường đại học Canada. Nộp một bài luận ngắn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp không vượt quá 1.500 từ, bày tỏ cam kết cá nhân và mối quan tâm của ứng viên đối với việc hỗ trợ cộng đồng. Hồ sơ của ứng viên có các thông tin dưới đây sẽ được đánh giá cao, chẳng hạn như là được nhận vào trường đại học tòa lạc tới các thành phố nhỏ và chương trình học có liên quan tới các ngành như kinh tế, kỹ thuật, khoa học môi trường và các ngành khoa học khác, ngành cảnh sát, dịch vụ cải hướng, điều tra tội phạm, v.v. Hồ sơ gửi về email Hội cựu du học sinh Canada Việt Nam trước ngày 22 tháng 5 năm nay.